Mở đầu là các thông tin về thời tiết. Từ ngày 15 tháng 12, khối khí lạnh với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta đã khiến toàn Bắc Bộ phải hứng chịu đợt rét đậm rét hại trên diện rộng với nhiệt độ nhiều nơi đã xuống dưới 3 độ. Sương muối đã xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì tình trạng này sẽ còn duy trì đến đầu tuần tới. Nền nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh miền Bắc từ ngày 15 đến ngày hôm nay 18 tháng 12 luôn sấp xỉ ngưỡng rét đậm là 15 độ. Ban ngày trời quang mây và có nắng khiến hiện tượng phát xạ nhiệt xuất hiện và kéo nền nhiệt độ về đêm và sáng giảm xuống ngưỡng thấp, phổ biến từ 8 đến 11 độ. Vùng núi còn xuống đến 5, 7 độ, kèm độ ẩm không khí giảm thấp nên trời rét buốt. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, tình trạng giá rét chưa có dấu hiệu chấm dứt bởi đến khoảng đêm ngày 20 sáng ngày 21, tức là cuối tuần này thì các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón nhận một đợt không khí lạnh tăng cường mới bắc bộ tiếp tục chìm trong giá rét vùng núi có rét đậm rét hại